năm nay kinh tế khó khăn các bạn, bao bất kể nhiều, trong lúc mà chúng ta vẫn đang đón trong không khí đón giao thừa năm mới thì chiếc xe vẫn đang chở đào về vườn của mình, cây đào đẹp thì đều phải quay về vườn hết vì đã không đón được năm mới năm nay ở nhà khách hàng. Em xin kính chào quý vị bạn, rất vui gửi tới quý vị bạn là không khí đón giao thừa Tết ở Hà Nội các bạn. Đấy, chỗ em đang đứng là ngay chỗ cầu Trương Dương, phía bên kia ngay bờ Hoàn Kiếm các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy kiểu cái đèn đang lấp lánh kìa. Đấy, tí ở bên kia sẽ bắn pháo hoa các bạn. Vị trí này một trong những vị trí sẽ nhìn được trọn vẹn pháo hoa. Cái vị trí gần nhất là ngay chỗ bờ Hoàn Kiếm là gần nhất, còn vị trí này chúng ta cũng sẽ nhìn được khá đẹp được các bạn. Bước sang năm mới họ mua mía rồi mọi người, muối các bạn, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi các bạn. Sáng mai mà thấy.
cuối dồn dập. View này hơi khuất, tưởng bắn tầm cao nó phải cao hơn nữa rồi. Lọc bạn này.
năm mới cực kỳ sôi động ở Hà Nội rồi chuẩn bị của bạn. Đây anh chị này đi ngồi theo mình có bảo nhìn một cây lầm. Còn khoảng độ 10 phút nữa là bắn pháo hoa các bạn. Đây là những cái quán cà phê người ta đang bắn trước nha mọi người. Còn khoảng 1-2 phút nữa là giao thừa thì chỗ kia một số quán ăn, một số quán cà phê sẽ bắn trước. Giao thừa các bạn, chuẩn bị bán đây các bạn.
đông mọi người. Thank you.
đứng đứng ở chỗ này nó hơi bị khuất một tí hả? Yeah.